Rồi bây giờ mình sẽ test điểm danh lại nè. W40, W30, W40 và Alpha. Ở đây mình không có nhu cầu sử dụng cái nhớt dộn để mà test với cái Alpha nha các bạn. Ở đây mình mua những loại tốt nhất, mắc tiền nhất tại thị trường Việt Nam này. Các bạn hay nghe cái khái niệm là những cái xe phân phối lớn hoặc là những cái xe đua racing, họ thường thường sử dụng những cái nhớt rất là đậm đặc, để mà khi cái nhiệt độ động cơ nó nóng lên á thì cái nhớt nó mềm ra là vừa. Thì mình nói với các bạn nghe nha, những cái quan điểm đó là những cái quan điểm của năm 1900 hồi đó, khi mà chúng ta vẫn còn sử dụng những cái nhớt chất lượng thấp. Ở đây mình có lấy một cái nhớt mới về, mình đặt tên cho nó là Alpha. Đây là một cái nhớt được sử dụng trong trường đua Suzuka của Nhật Bản. Thì ở cái trường đua này họ sẽ tổ chức những cái giải đua 8 giờ để cho tất cả các hãng ở bên Nhật chạy với nhau. Chẳng hạn như là có cả Bưu điện Nhật Bản nha. Bưu điện Nhật Bản thì sử dụng cái xe của Honda. Nói chung là rất là nhiều hãng và rất là nhiều đội đua cá nhân tham gia. Thì ở cái giải chạy 8 giờ này họ chạy liên tục trong 8 tiếng được 1.000, trung bình khoảng được 1.200 cây. Thì tính ra cái vận tốc trung bình khi mà chúng ta chia ra cái đường chạy này là 5,8 km thì nó khoảng trung bình là 120 cây số trên 1 giờ chạy liên tục 8 tiếng nha các bạn. Thì khi mà mình sử dụng cái nhớt Alpha này, mình làm cái clip test cái độ đậm đặc của nhớt cho các bạn xem, thì theo các bạn á, bạn nghĩ coi cái nhớt này cấp nhớt nó là bao nhiêu.